rồi khoan. Mẹ nghe bảo cô bé mong bán sang đứa bà trước khi đi. Mẹ bảo, con ơi, con đi thì con phải đi về thẳng. Đừng đi vào cô bé, đây là con ăn thì con đấy. Cô bé mong, em đi, mình đi. Đi được một đoạn, cô gặp được, cô thấy được con có nhiều xa, nhiều ủ. Cô không nghe lời mẹ dạy, cô tung tăng đi. Đi cái một đoạn, thì cô gặp được một xác nhát. Này cô bé ơi, cứ nghe lời mẹ dạy, phải đi được thẳng, đừng đi đường vòng qua đường mà. Cô bé không nghe, bé cứ tung tăng đi. Đi thế nhiều, thì cô gặp được một con sò sói rất to. Sò sói được nói bảo ồ ồ. Cô bé đang đi đâu đấy? Bé rất là sợ hãi, nhưng cô muốn mặc dạy để chạy về sò sói. Tôi sang nhà bà nội tôi, sò sói liền hỏi bố mẹ. Ờ, thì ra bạn có bà nội nữa ơi. Vậy thì ta phải ăn thịt cả hai bà cháu liền. Sò sói liền hỏi tiếp. Nhà bà nội cô ở đâu? Nhà bà nội cô ở dưới khu vườn, cái nhà bà ông sói đấy. Anh lại giữ vua là vua được thôi. Sò sói bỏ cái bé đó và chạy xuống nhà bà nội. Thì đẩy ra vua lấy bà nội bước chịu ra trong bộ. Sò sói nhà đi vườn và bà bị ốm mà khô. Bà hát được rất là nhiều qua. Cô bé liền nghĩ, à, thì ra mình phải chơi nhà bà thôi. Cô bé liền chạy tới ngay. Cô bé liền chạy tới nhà bà ngoại, bỏ cửa. Rồi con ơi, cháu mang bánh là phải dùng đến cho bà này. Vật thì to cỡ mơ cháu, vật đẹp cháu dơ, cháu ngon lắm. Hãy lại đây với bà nhà. Cô bé chạy tới ngay cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên, cô lùi ra hỏi. Bà ngoại ơi, sao hôm nay tay bà to thế? Bà to, để bà nghe chồng nói được rõ hơn. Bà ơi, sao hôm nay mắt bà to thế? Mắt bà to, để bà tìm cháu. Bà ơi, sao hôm nay mồm bà to thế? Mồm bà to, để bà ăn thịt cháu. Bà sói liền nhảy ra, bà rút chịu cái bé vào trong bộ. Bà sói liền nằm lên giường, bé khò khò, một bát thịt xanh đi ngang qua. Thầy nghe tiếng, bà sói liền khò khò, bác bà con điện cho xuống như bắn. Nhưng bác nghĩ là sò sói đó không có bác sợ xong để em lấy cái dao và cũng con sò sói ra thì thấy một chiếc con còn đỏ và thêm vài hạt ướt thì cô bé nhận ra và la: chị ơi, cháu sợ quá, chứ sò sói tối đen như mực. Và cũng con sò sói chui ra, cô bé liền ôm chầm lấy bà ngoại, sợ xin lỗi bà. Rồi cô bé giúp bác bận xong, đi lượm những viên đá to, nhét vào trò sói. Trò sói tỉnh dậy, tỉnh nhảy ra. Nhưng đá nặng quá, trò sói ngã lăn ra chết. Từ đó, cô bé không dám làm sao lời mẹ dặn nữa. Mẹ ơi, bà học trước nha, là mình phải biết nghe lời ba mẹ dặn nè. Đừng như cô bé còn không đỏ nè. Và biết nghe lời ba mẹ dặn. Đừng đi lung tung. Các bạn nhớ là mình phải biết như lời ba mẹ dặn. Đừng như cô bé còn tăng đỏ nhé. Dạ, câu chuyện của con đến đây là kết thúc rồi. Dạ, con cảm ơn các cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Dạ, con xin phép ạ. Mình tên là Hoàng Phan, mình học lớp trường 3. Mình học trường 1.